Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái dấu tích của TikTok. Tức là gọi giống như một cái outro video ấy. Thế mình không định làm cái này đâu, nhưng mà có một bạn nhờ mình làm. Thế là thôi mình hướng dẫn luôn các bạn. Để chắc bây giờ các bạn trẻ cũng hay chơi TikTok, đúng không? Đây, mình đây nhá, đây là trong Filmora 10 nhá. Mình sẽ play cái video mình làm cho các bạn để cho bạn bạn Tiến, bạn đặt tên kênh của bạn ấy là không, cái nick TikTok của bạn ấy Roy TV Gaming, để mình play các bạn xem. Đó, thế là cái này nó đơn giản thôi. Đầu tiên là sẽ có một cái video. Cái video đấy nhá, mình hai cái mình giấu cái hai cái ở trên đi nhá. Đầu tiên sẽ có một cái video cái hình tròn xanh xanh này. Hình tròn xanh xanh này để tí nữa mình sẽ chèn cái ảnh của mình vào đây này. Thứ hai nữa là mình có một cái logo hay là cái ảnh ấy, thì bạn ấy gửi cho mình cái ảnh, nhưng mà đây cái ảnh này này, cái ảnh này ảnh 500x500 như vậy, nó bé, thế là đâm ra mình lại phải kéo nó xuống timeline, xong mình đặt một cái ảnh trắng ở bên dưới để mình chụp ảnh màn hình ấy, thì đâm ra nó ra cái snapshot này nó vuông ấy. Thì sau đấy là mình sẽ đưa vào cho nó một cái effect là cái image mask vào. Thế còn cái đoạn đầu mà nó xoay xoay thì nó zoom ra to ấy, thì là keyframe, mình cho nó hai cái animation keyframe. Hết rồi. Thế còn ở trên cùng này thì là có cái title, tức là cái tiêu đề ấy. Tiêu đề thì bạn thích thêm chữ gì vào đây thì thêm thôi. Còn nếu mà bạn thích thì bạn có thể thêm ở trên này theo dõi mình nhé, hay là follow mình, hay là I love you, hay là cái gì đấy, tùy. Đây mình tí mình sẽ đặt ở cuối cái mấy cái video này, cuối video này của bạn ấy cho các bạn xem. Thế còn bây giờ mình sẽ xóa đi để mình hướng dẫn các bạn nhé. Đây mình xóa đi. Đấy, đầu tiên là cái video dấu tích này. Video dấu tích này thì tí mình sẽ up lên Google Drive, các bạn có thể xuống phần mô tả các bạn download nhé. Nhưng mà đầu tiên ấy, trước khi mà kéo video vào ấy, thì các bạn phải đi đến cái phần setting trước, phần project setting, thì các bạn đi đến file trước. Bởi vì là cái video TikTok nó là video dạng màn hình dọc ấy, 9:16, tỷ lệ 9:16, đâm ra là các bạn phải làm theo cái tỷ lệ đấy. Đâm ra đổi project, ví dụ vào phần project setting này. Xong cái phần aspect ratio thì các bạn chọn cho mình là 9:16 nhé. 9:16 là portrait, là cái video dọc ấy, thì để sau này up lên điện thoại nó dễ. 9:16. Thế còn resolution thì các bạn có thể để custom, hoặc là các bạn có thể để như này được, để video full HD được, hoặc là video 4K. Nhưng mà đây để theo cái video này của bạn ấy. Video này là 1440 nhân 2560 gì ấy, thì mình sẽ để custom nhé. Đây sau đây mình nhập vào 1440 nhân với lại 2560. Đó, 2560 thì nó sẽ ra tỷ lệ là 9:16, cho nó khớp với cái video này của bạn ấy. Và thứ hai nữa là cái frame rate là tỷ lệ cái số khung hình trên giây của video của bạn ấy là 30 khung hình trên giây. Thật ra là các bạn thì có thể làm là 24 khung hình trên giây cũng ok. Đấy thì mình sẽ kích vào ok. Đấy, cái việc tiếp theo ấy là bạn sẽ phải kéo cái dấu tích xuống, ví dụ kéo cái dấu tích xuống track 1. Đây, ok. Như này đúng không? Bây giờ mình play này. Đó, tức là cái đoạn này, ví dụ từ cái đoạn này nó tinh một cái, đúng không, nó chuyển từ cái nút mà dấu cộng này, xong nó sang cái kiểu checkmark ấy là đã follow hay là gì đấy. Thì mình muốn là cái logo, cái ảnh ấy, cái logo ảnh của bạn ấy nó sẽ xuất hiện ở đây. Nếu mà mình dùng cái Roy TV này của bạn ấy luôn thì nó sẽ, tức là không hay lắm. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái ảnh của mình nhé. Ví dụ thường thì cái nick TikTok bao giờ người ta có cái ảnh ấy, ảnh đẹp không? Các bạn dùng cái ảnh đẹp à? Thì bây giờ mình sẽ kéo một cái ảnh của mình. Mình mở lại cái đây trong cái ổ e của mình thì nó có một cái ảnh này. Hôm trước mình đi chơi mình chụp ảnh này thì dung lượng rất là to, thì cái chất lượng nó rất là tốt. Và cứ kéo vào. Nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn chú ý thì các bạn có thể chụp một cái ảnh nào đấy, chụp bằng điện thoại cũng được. Đây nhá, ví dụ cái ảnh này đúng không, mình sẽ kéo vào thì mình cứ kéo thả thôi, kéo thả trên đầu timeline, trên đầu timeline đúng không, trên cùng, trên cái track ở trên cái video. Sau đấy các bạn kéo dài nó ra, kéo dài cho nó hết cái video đúng không, kéo dài. Thì khi mà bây giờ bạn kéo thả vào đây, cái ảnh này nó đã tự nhỏ lại theo cái định dạng của cái video rồi, lúc nãy project setting rồi. Thì bây giờ mình sẽ thêm cho nó một cái image mask, tức là image mask là cái phần effect ấy. Thì bây giờ mình sẽ đi đến effect này, đó. Đi đến effect, sau đấy phần đi đến utility, trong utility ấy, thì nó sẽ có cái image mask là cái này. Thì các bạn sẽ kéo thả xuống trực tiếp vào cái ảnh, các bạn kéo thả trực tiếp vào cái ảnh nhé. Đó, thì bây giờ nó đã nhỏ lại như này rồi đúng không? Ok, bây giờ nó nhỏ lại như này, nhưng mà mình muốn sẽ chỉnh cho nó chỉ ở xung quanh cái khuôn mặt của mình thôi. Thì bây giờ mình sẽ kích kép vào cái ảnh,
đi kép vào cái ảnh nhá. Đó, xong rồi đi đến phần là image này, sau đó trong video effect, trong cái này nó bất kể cái gì mà bạn cứ kéo vào trong 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 cái video hoặc ảnh ấy thì nó sẽ vào cái phần video effect. Các bạn kích vào nút sổ này. Đó, bây giờ bạn nhìn xem ở đây nó là dùng một cái ảnh tròn nhá. Tại vì cái hình tròn lúc nãy nó là hình xanh xanh lúc nãy nó là hình tròn. Thì bây giờ bạn cũng dùng một cái hình tròn. Đây, image mask là cái này tròn. Đúng không? Bây giờ bạn sẽ chỉnh. Thì các bạn sẽ chỉnh đầu tiên ấy là các bạn sẽ chỉnh cái phần 2. Phần 2 là chiều cao, đúng không? Đây phần 2 này, chiều cao này các bạn giảm nó xuống. Để cho nó chỉ có xung quanh cái mặt thôi. Đây nó hơi méo rồi. Đây cho nó thế này, xong với bạn chỉnh cái phần width. Width là cái chiều rộng. Đấy, chiều rộng cho nó co bé lại. Đúng không? Làm sao để cho nó vừa cái hình tròn ấy. Đấy, như này. Rồi bây giờ sẽ move nó, di chuyển nó lên trên, di chuyển nó lên trên bằng cái trục Y. Thì các bạn tăng cái trục Y lên. Đấy, tăng trục Y lên. Đúng không? Tăng trục Y lên cho sao mình kéo ngược nhỉ? Đợi tí. Ui, kéo mạnh quá. Rồi, đây. Ví dụ là đoạn này mình thấy cái mặt của mình nó đã ở giữa cái khung hình rồi, ok rồi. Thì như này là ok rồi nhá. Thì mình sẽ kéo, bây giờ mình sẽ kéo cái này cho nó, tức là kích thẳng vào đây. Đó, trông nó đã kiểu gần khớp với lại cái khung màu xanh rồi. Mình có thể sẽ chỉnh một tí của nó cái phần chiều cao ấy, cho nó thấp đi bớt đi nữa. Đây, kéo một tí nữa thôi. Cho nó tròn tròn vào. Rồi, sau đấy bạn có thể kéo vào đây cho nó scale bé nó lại cũng được. Scale bé một tí thôi. Tại vì thực ra muốn nó khớp với cái khung màu xanh ấy. Khớp với khung màu xanh thôi thì các bạn chỉ căn chỉnh thôi. Mình kéo nó cũng hơi bị lệch. Ok. Theo mình thì như này là ok rồi. Về tiếp theo ấy là bạn sẽ chỉnh cái feather nhé. Cái feather là cái viền của cái image mask ấy. Tức là giống như là feather là kiểu lông ấy. Bạn chỉnh cao lên thì nó sẽ trộn lẫn vào cái video. Bây giờ mình sẽ chỉnh cao lên một tí. Đó, kéo lên, kéo mạnh lên. Kéo lên khoảng ba mấy này, ba mấy 40 này, ok. Bây giờ như này đã tương đối rồi. Bây giờ mình sẽ play lại các bạn xem. Đây, play. Hơi lệch một tí, mình sẽ scale bé nó lại một tí nữa. Mình sẽ kích cái vào cái này cho nó hơi bé lại đi. Bé lại cho nó viền, nhìn thấy cái viền màu xanh nó quay cho nó đẹp. Rồi, ok. Như này là ok rồi. Thì bây giờ mình sẽ việc tiếp theo là mình sẽ đặt keyframe. Đặt keyframe cho cái ảnh này nhá. Đầu tiên ở cái vị trí đầu mình sẽ cho nó biến mất, tức là từ keyframe đầu tiên ấy nó sẽ kiểu nhỏ tí không có gì cả. Thì đến cái vị trí mà nó tinh này, đây cái chỗ này cái tinh này thì là nó sẽ xoay tròn và nó zoom ra. Đúng không? Bây giờ trở về đầu này, mình sẽ nhấn shift home cho cái ảnh để cho cái playhead nó về đầu. Sau đấy mình sẽ kích vào nút này để add keyframe. Đây là keyframe ở trong Filmora 10 nhá. Thì các bạn kích vào đây. Ok, bây giờ kích vào đây thì nó sẽ hiện lên cái phần customize này. Thì các bạn thứ nhất là các bạn chỉnh cái scale xuống 0. Xuống 0 cho mình. Đó, tức là scale bé nhất về 0, đúng không? Thế còn cái rotate này các bạn có thể xoay xoay nó khoảng bao nhiêu độ đấy là tùy, tức là nó sẽ xoay nhiều hay xoay ít. Xoay nhiều hay xoay ít là tùy thuộc vào các bạn xoay ở đây. Kể cả opacity này mình cũng giảm xuống thành 0 đi cho nó đẹp. Ok, đó là keyframe thứ nhất. Bây giờ các bạn kích tiếp vào cái điểm này. Điểm đến chỗ này thì các bạn chỉnh ở trên timeline nhé. Đây, các bạn chọn cái này. Sau đấy bạn phải kích vào keyframe này. Sau bạn kích cái playhead ra đây này. Sau đấy là các bạn sẽ chỉnh lại cái scale, cho reset lại cái scale này cho nó thành 100%. Và cái rotate này các bạn chỉnh về 0. Opacity này các bạn cũng reset lại cho nó thành 100. Thì đây là cái hiệu ứng mà nó sẽ xoay cái logo nó pew, ra đúng cái vòng tròn đấy. Đây như này các bạn xem nhé. Đó. Đấy, tương đối đẹp đúng không? Đây. Nếu mà bạn nào mà không thích cái, tức là nếu mà bạn nào mà không thích cái logo mà nó kiểu nó quay từ dưới này lên ấy, mà muốn nó là xoay ở trong xoay ra ấy, thì các bạn có thể điều chỉnh cái khung crop trước ấy, thì để nó sẽ không xoay ở chỗ này. Tại vì là cái ảnh này ấy, là nó sẽ cái tâm của cái ảnh ấy là nó ở giữa cái chỗ hình, gọi là cái hình dấu cộng đỏ đỏ này, nên là nó sẽ xoay theo kiểu đấy. Đây các bạn nhìn này, đó, xoay tinh cái lên.
thế là rất đẹp đúng không? Còn việc thêm chữ thì các bạn có thể thêm tùy, thêm thêm ở dưới này, ở trên này thì rất là đơn giản. Ví dụ đến đoạn này, đến đoạn này các bạn muốn thêm chữ đúng không? Để tiếp theo bạn thêm chữ, các bạn vào title, title nhé. Đấy, sau các bạn vào đi tiếp vào phần title. Đây, các bạn kéo đây, kéo kéo cái này, your title here này. Các bạn kéo thẳng đây, đến cái đoạn này là các bạn có chữ này. Đây, ví dụ này nhé. Đây là cái chữ, chữ thì mình có thể kéo xuống dưới này, đặt ở dưới này hoặc đặt ở trên đấy, có tùy thôi, các bạn đổi đi. Đây, ví dụ các bạn kích kép vào cái này, bạn đổi, đổi thành theo dõi mình nhé hay là gì đấy. Ví dụ này, theo dõi mình nhé. Đó. Ok, chữ hơi to, đổi lại thành 72 đi. Kéo lên trên. Theo dõi mình nhé, hoặc là bạn có thể đặt bất kỳ một cái câu nào đấy trông cho nghe cho nó hấp dẫn. Các bạn chọn animation. Phần animation này thì các bạn có thể chọn cái evaporate này cũng được này. Đấy, kích vào này. Đó. Còn ở trên này thì các bạn có thể thể chèn thêm một chữ gì đấy nhá. Kênh của bạn tên là gì, nick của bạn tên là gì thì các bạn chèn vào. Đấy, như thế là ok rồi. Thế là tạo được một cái gọi là intro của TikTok. À quên, thu ngắn cái intro này lại. Đây, thu ngắn cái title này lại chứ nhầm. Thu ngắn nó lại cho nó bằng cái video này thôi. Đó. Cuối cùng là các bạn phải xuất bản ra. Xuất bản ra là ok. Đây, review từ đầu cho các bạn xem. Đẹp chưa? Thế đơn giản đúng không? Đấy là làm nào để các bạn tạo cái video tích, dấu tích TikTok bằng phần mềm Filmora 10. Nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Goodbye.